lại đi, mình cho mình đồng mình chơi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái map mà zombie mà nó bị mọc sừng thì gì nè. Nè mọi người, mọc sừng nè. Mình sẽ vô 18 mình chơi nha mọi người. Trời mấy con này ít xẹo mình bày đặt ghê thì chứ mọi người. Ít xẹo à. À mình tưởng mới vô mình phải tự mình phải tự sắp xếp chứ tại sao mình phải tại sao người ta tự sắp xếp cho mình vậy chị? Quên cái chuyện này nữa mọi người ơi. Bây giờ
đủ tiền trên đây nha mọi người. Nên mà không đủ tiền là mình thua thiệt chứ phải là giỡn đâu. Trời đất ơi, gần hết rồi. Ok, mấy đứa này sắp sao. Trời chết luôn rồi, thằng đó mọi người. Chết rồi. Là mình chiến thắng mọi người ơi. Mấy đứa nó chết lắm rồi. Rồi. Người ta kêu mình đánh cắp cái gì đây mọi người. Rồi, mình sẽ đi mua chứ hồi nãy mình bấm lộn. Đây, bây giờ mình sẽ đi vô mua cái con này nha mọi người. Mình sẽ đi vô shop để mình mua đồ. Và đi kiếm con nào mà dùng kim cương chứ. Dùng tiền rồi, tiền thiệt chứ không phải tiền giỡn mà mọi người. Đâu rồi? Con kia đâu rồi? À, mình mua nó rồi. Mình mua nó rồi. Mình nhầm. Sao mình đủ tiền mình mua? Mà mình còn bấm nhầm nữa mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ đi vô mình đi nâng cấp cho mấy con của mình. Đây, 6 hết luôn. Xem coi, trong đây con mình có cái mảnh ghép gì cho nó nâng cấp luôn mọi người. Sao nhiều quá nhà mọi người. Nhiều lắm luôn mọi người ơi, nhiều lắm rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chiến đấu tiếp. À mà thôi, nâng cấp trước đi mọi người. Con nào nâng cấp được? Nâng cấp luôn. Đây. Con này làm gì nâng cấp được đâu mà nâng cấp làm gì nữa. Mình không hiểu luôn. Người ta cho mình nâng cấp kỳ cục quá trời, nâng cấp mấy con mà mình không có không mọi người. Kỳ quá nè. Cái này không có cần. Con nào còn nâng cấp không trời? Hết rồi mọi người ơi, không có con nào còn nâng cấp hết á. Cái con nãy mình mua ra ta. Mình tìm coi, đây một con. Rồi. Mình không hiểu luôn, mình mới mua xong bây giờ đâu rồi? Bây giờ mình sẽ vô màn 20 mọi người ơi. Cái này chắc hơi khó nha. Mình ghét mấy cái con bồ câu bồ kép này nè mọi người. Nó sắp này kêu, mình kêu nó im, nó không chịu đâu. Này thì làm ăn cái kiểu này kỳ cục nè. Làm ăn nữa. Này, xuống đây. Lại
dục nó xuống đi mọi người. Mình sẽ tìm con nào mà nó có lợi ích một chút. À, cái con trái ớt này nữa mình quên hả? Cái con này được chưa? Mình sẽ tăng hết mấy đứa này nha mọi người. Con này tăng rồi. Đây. Không đủ con mà mình không được chơi. Ok mọi người, mình đủ con rồi. Lần này mình sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của mấy sức mạnh của con nấm lùn này. Rất yếu. Nhưng mà nó cũng rất mạnh nha mọi người. Hình nha, hình nha, còn một đứa nữa mình để khách hàng trước đây là mình tính. Sao cũng được. Mạnh mà có cơ bắp cùn cùn thiệt luôn mọi người. Không biết tập gym ở đâu thiệt.
luôn. Rồi xong. Con này nó không có tác dụng gì hết, cho nên mình phải cho nên mình phải sử dụng cái khác nè mọi người. Đây 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 đây. Nó đợi. Nó này được. Chặt hết mấy cái cục này trước đi. Mình sẽ đặt hết mấy cái nóng lùng này lên mọi người à. Tiền mình rất có hạn, nhiều lắm mọi người à. Đó, nhiều chứ không ơn he. Cho nên bây giờ mình xài bao nhiêu cũng không hết. Ê, nhầm nữa mọi người. Video này kết thúc rồi, nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ một like, share, subscribe.